kế là đây là Thiền sư Chân Nguyên. À, thì đây Thiền sư Chân Nguyên này có liên hệ với nơi chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Tử mình đây, tức là còn cái tháp tổ hiện đó hiện có. Và ngài coi như là người mà có công coi như là phục hưng khôi phục lại cái thiền phái Trúc Lâm vào cái thời hậu Lê, làm sáng tỏa, làm vang dội trở lại. Thiền sư Chân Nguyên pháp danh là Tuệ Đăng, sinh năm 1647, tịch năm 1726, đời thứ 36 Tông Lâm Tế. Tức là nếu mà nói theo cái hệ mà truyền thừa của Tông Lâm Tế, tức là ngài nối tiếp ngài Minh Lương, cho nên ngài Minh Lương là 35 thì ngài là 36, nhưng mà ngài lại là người là của được truyền y bát của phái Trúc Lâm, cho nên lại là người mà gọi là làm sống dậy trong thiền Trúc Lâm. Bởi vì thiền Trúc Lâm vào cái thời này á là cũng có ảnh hưởng với Tông Lâm Tế đó. Cho nên ở trên cái vùng mà của trên Hoa Yên đó cũng có một cái tháp, cái tháp gọi là tháp mà gọi là tháp thờ của có kỷ niệm trong Tông Lâm Tế đó. Trên cái đường đi mà nằm về mé bên phía tay phải đó. Thì đây lược sử của ngài: sư họ Nguyễn, tên Nghiêm, tên chữ là Đình Lân, mẹ họ Phạm, quê ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Một hôm mẹ sư nằm mộng thấy cụ già cho một hoa sen sực tỉnh, từ đây thì biết có thai, tức có mang. Năm Đinh Hợi 1647, tháng 9, ngày 11 giờ Ngọ, mẹ sinh ra sư. Lớn lên theo học với cậu là ông Giám Sinh. Sư rất thông minh, hạ bút là thành văn. Năm 16 tuổi, sư đọc quyển Tam Tổ Thực Lục. Đến tổ thứ ba là Huyền Quang, liền tỉnh ngộ nói: cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống ta là một chú học trò. Sư liền phát nguyện đi tu. Thì quý vị thấy ngài cái duyên đi tu cũng rất là đặc biệt nha. Quê thì ở Thanh Hà Tiền Liệt đó, tức là ở Hải Dương. Bây giờ ở tại nơi quê ngài cũng còn có cái chùa, chùa ở tại quê đó, chùa mà thờ ngài gọi là chùa chùa phẩm, thường ta gọi là chùa phẩm đó, hay là chùa cửu phẩm. Ở tại đó còn có một cái đài cửu phẩm liên hoa mà còn tới bây giờ ha. Đó. Thì ngài cũng lại sinh ra cũng có cái duyên khác thường, là tức là bà mẹ nằm mộng thấy cụ già trao cho hoa sen thì tỉnh dậy có thai, cũng là cái duyên khác thường. Lớn lên khi sinh ra lớn lên thì thông minh, cho nên gọi là hạ bút thì thành văn, tức là có tài văn chương. Nhưng mà mới 16 tuổi, khi mà đọc cái quyển Tam Tổ Thực Lục, Tam Tổ Thực Lục tức là quyển ghi chép về Tam Tổ Trúc Lâm đó, thì khi mà đọc tới tổ thứ ba là tổ Huyền Quang, thì ngài mới thấy trong đó nó là tổ Huyền Quang là vị trạng nguyên, trạng nguyên công danh phú quý như vậy mà rồi ngài từ bỏ, ngài đi tu, tức là đang làm quan phú quý vậy mà ngài thấy không có tham đắm gì hết, cũng bỏ đi tu. Cho nên ngài mới nói người xưa mà dọc ngang lừng lẫy như vậy đó, mà còn chán cái sự công danh, không có ra gì, coi công danh cũng như là cái dép rách rồi thôi, còn huống ta là chú học trò thì có đáng gì đâu. Tức là kia là trạng nguyên người ta còn bỏ đi tu, còn mình là chỉ chú học trò thôi có gì. Cho nên ngài thôi ngài đi tu, phát nguyện đi tu, không đi thi. Như vậy tức là mình mới thấy đây là cái chủng tử sâu dày ha. Tức là cái chủng tử sâu dày, cho nên khi mà gặp duyên nhắc lại cái liền cảm liền nhớ. Cho nên học đây thì mình mới có để mà kinh nghiệm cho mình tu, phải coi như là phải ráng cái công phu cho nó sâu dày ha. Cho nên sao rồi, nghĩa là mình chưa có hoàn toàn giải thoát, thì khi mà sanh lại thì nó gặp duyên thì nó dễ nhớ ha. Tức cái chủng tử sâu dày, cho nên nó gặp duyên nó gợi thì nó nhớ nhanh, còn không thì khi nó che mờ nhiều thì mệt. Đời sau sanh ra mà nó che mờ nhiều, che mờ nhiều cái lớn lên rồi tạo nghiệp này nghiệp kia nữa thì mệt ha. Còn nhớ sớm thì tốt hơn. Mà nhớ sớm là do cái chủng tử sâu dày, cho nên ở đây chỉ cần đọc
đọc tới cái chuyện mà của ngài Huyền Quang, thấy ngài sao mà đang làm quan đi tu, chuyện coi cái chuyện công danh nó không có đáng gì hết, cho nên ngài liền cảm nhận, liền cảm nhận cái chuyện công danh phú quý, cái chuyện đó là chuyện tầm thường, cho nên liền phát tâm đi tu. Đó. Năm 19 tuổi, sư mới lên chùa Hoa Yên vào ý kiến thiền sư Tuệ Nguyệt, tức là Tuệ Nguyệt chân chú, không? Nói pháp thiền sư Minh Hành. Thì thiền sư Tuệ Nguyệt mới hỏi: ngươi ở đâu đến đây? Sư thưa là vốn không đi lại. Hỏi đâu đến là vốn không đi lại. Mình thấy mà quả thật cái này, thấu được cái này, ý lý này là cũng là một lý sâu chứ đâu phải thường. Cái gì không đi lại? Cho nên chỗ này là mình cũng phải quán cho kỹ đó. Thân này là cái thân máu thịt gân xương thôi. Nó sao? Máu thịt gân xương nó có biết đi lại gì không? Còn tâm á, là vô tướng, tâm nó có hình tướng gì đâu, thì nó cũng không có biết đi lại gì hết. Vậy thì cái gì đi lại? Cho nên đây là quán kỹ, quán sâu, thì mới thấy cái ý nghĩa sâu trong đó. Thì Tuệ Nguyệt biết sư là bậc pháp khí sau này, bèn thế phát xuất gia, cho pháp danh là Tuệ Đăng. Như vậy thì coi như là ngài xuất gia với thiền sư Tuệ Nguyệt chân trú. Nhưng mà ở đây thì nói là pháp danh Tuệ Đăng, nhưng mà theo cái bia mà ở sau tháp tổ đó, bây giờ đó thì nói rõ là thiền sư Tuệ Nguyệt mới cho sư cái hiệu là Tuệ Thông, ban đầu là Tuệ Thông, cái hiệu là Tuệ Thông. Còn Tuệ Đăng á là sau này do vua Lê Hy Tông ông ban tặng với cái hiệu là Vô Thượng, tức là Vô Thượng, ông tự tay ông viết cái bản hai cái chữ là Vô Thượng á, rồi tức ông tặng cho ngài với cái tên, cái hiệu là Tuệ Đăng. Đúng á, thì ở đây là cho hiệu là Tuệ Thông, tức là thiền sư Tuệ Nguyệt cho hiệu là Tuệ Thông, cho nên ngài rất nhiều tên. Sau không bao lâu thì Tuệ Nguyệt tịch, tức là xuất gia với thầy nhưng mà ở không được lâu thì thầy đã tịch rồi, cho nên sư mới cùng với bạn đồng liêu là Như Niệm phát nguyện tu hành Đầu Đà, đi du phương để tham vấn Phật pháp. Thời gian sau, Như Niệm đổi ý trở về trụ trì chùa Cô Tiên. Sư đi lên chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Cương tham vấn thiền sư Minh Lương là đệ tử của Chiết Chiết. Sư mới hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? Tức là sao? Đây là ngài hỏi bao nhiêu năm ngọc đó chứa ở trong đải, bây giờ tận mặt mình nhận thấy đó là sao? Trước giờ nó bị chứa, tức là giấu đó, không thấy, bây giờ tận mặt thấy là sao? Thì thiền sư Minh Lương liền đưa mắt nhìn thẳng vào sư, tức là nhìn thẳng vào mắt sư, thì sư mới ngước nhìn lại thầy. Thì hai thầy trò vừa nhìn gặp nhau vậy thì liền cảm ngộ, sư sụp xuống lại. Đó, thì thấy thì cái ngộ này ngộ cũng đặc biệt. Ngài Minh Lương mới bảo dòng thiền Lâm Tế trao cho ông nên kế thừa làm thạnh ở đời, tức là tiếp thu cái thiền Lâm Tế. Như vậy thì quý vị thấy hai thầy trò, không, thầy nhìn thẳng vào mắt trò, trò cái nhìn thẳng trở lại, ngước nhìn lại thì liền cảm ngộ. Thì như thế vậy ngộ cái gì trong đó? Hai mắt, tức là mắt nhìn nhau đó, thì đó là cái gì mà cảm được cái đó. Cho nên sau này ngài thường ngài hay đề cao cái chỗ gọi là tứ mục tương cố đó, tức là bốn mắt nhìn nhau. Cho nên đó là cái chỗ gọi là thiền giáo ngoại biệt truyền, là như vậy đó. Đây không có giảng câu kinh nào hết, cũng không có nói câu luận gì, không phải nói trong kinh trong luận, mà chỉ là thầy trò nhìn nhau thôi là ngộ liền, cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền, ngoài kinh giáo. Minh Lương đặt cho sư cái hiệu là pháp hiệu là Chân Nguyên và bài kệ Phá Pháp. Như vậy thì cái tên Chân Nguyên đó là do thiền sư Minh Lương đặt cho. Bà kệ Phá Pháp, tức là bà kệ trước đó: ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thật Bồ Đề. Cho nên chính vì chỗ ngộ này, sau sư soạn quyển Trần Triều Thiền Tông Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Ngữ Hạnh, nó gọn là Thiền Tông Bản Hạnh đó, thì trong đó có cả thể là 7 lần nói về tứ mục tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau. Tức là cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt.
Ngài nhắc tới nhắc lui. Những đoạn như sau, đây là thí dụ như đoạn 1 là tứ mục tương cố nhãn đồng, thầy tớ trao lòng đăng chúc giao quy, bổng đầu cử nhãn ấn tri, cơ quan thấu được thực thì tri âm. Tứ mục tương cố nhãn đồng, tức là bốn mắt nhìn nhau đó, đồng trong một con mắt. Tức là sao? Bốn mắt nhìn nhau đó, đồng trong một con mắt đó thôi. Mắt đó là mắt gì? Ai thấy được con mắt đó? Đó là thấy cái chỗ gọi là tâm tông của nhà thiền. Mắt mắt nhìn nhau thì cũng đồng trong con mắt đó. Đó là chỗ thầy trò trao lòng, thầy trò ấn tâm. Cho nên gọi là thầy tớ trao lòng đó, đăng chúc giao quy, tức là đèn đuốc rọi sáng lẫn nhau. Trong đó là đèn đuốc rọi sáng lẫn nhau trong đó đó. Truyền đăng tục diệm trong đó, tiếp gọi là tiếp đèn mồi sáng ở trong chỗ đó đó. Cho nên ngay chỗ đó là cái chỗ gọi là truyền tâm của trong nhà thiền, chứ không gì khác hết. Ai khéo thấy, tức là cái chỗ tâm thầy tâm trò đó in nhau trong đó. Đó đâu có quay văn tự chữ nghĩa gì, quý vị thấy. Cho nên cái chỗ này mà quý vị thấy bây giờ nếu mà dùng cái máy máy điện tử cách mấy đi nữa mà quý vị ghi được cái chỗ đó không? Máy điện tử mà điện tử siêu điện tử nữa ghi được chỗ đó không? Đâu có được. Cho nên chỗ này gọi là chỗ là phải gọi là phải tự chứng ngộ thôi, chứ không có nằm ở trong văn tự chữ nghĩa, không phải là chỗ lý luận. Cho nên nhà thiền đặt nặng là chỗ phải thực hành, là như vậy đó, phải thực hành, phải thể nghiệm. Cho nên học thiền thường thường gọi là học thiền là phải muốn thâm nhập thiền là phải là hành giả, chứ không thể là học giả được. Học giả là không bao giờ mà thâm nhập được, phải là hành giả thôi. Cho nên đây là chỗ đặc biệt. Rồi bổng đầu cử nhãn ấn tri, bổng đầu tức là đầu gậy đó, đầu gậy mà động mắt nhìn lên đó thì ngay đó là chỗ ấn tri. Tức là ngay đầu gậy động mắt nhìn lên thì liền nhận biết ngay, không phải chần chừ, không có suy nghĩ, thì đó là chỗ cơ quan thấu được thực thì trí âm. Ngay đó là cái then chốt mình thấu được, thì đó là cảm thông nhau là trí âm. Mà như thì mỗi người phải nhìn trở lại. Quý vị nhìn đâu biết không? Ai là trí âm chỗ này thì phải khéo coi, nhìn trở lại cái tròng mắt của mình xem. Mỗi vị tự nhìn lại tròng mắt của mình xem thì trí âm được chỗ này. Ai thấy được tròng mắt của mình đó là trí âm được chỗ này. Đoạn 2 là tam thế chư Phật tổ sư, tứ mục tương cố thị cừ thiền cơ. Cũng vậy, tức là ba đời chư Phật, chư tổ đó cũng đều là chỉ ngay cái thiền cơ á, là ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó thôi. Tức ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó đó, không? Là cái chỗ ba đời chư Phật, chư tổ mà chỉ cái cơ thiền trong đó. Rồi đoạn thứ 3, hiện ra nhãn nhĩ thanh âm tứ mục tương cố, chẳng tâm thời gì, nguyên tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Như thế hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, tức là hiện ra mắt tai rồi tiếng tâm đó, thì vậy hiện mắt hiện tai hiện tiếng hiện âm hiện sắc rồi đó, tức là hiện thấy nghe rồi đó, thì hiện ra cái đó. Thì cái gì đang thấy, đang nghe đây? Thì ngay trong chỗ này khéo nhận trở lại, ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó, mắt mắt nhìn nhau đó, thì chẳng tâm là gì? Mắt mắt thầy, mắt trò, bốn mắt nhìn nhau, nếu mà không có tâm, thì cái gì thấy đó, cái gì cảm đó? Cho nên khéo nhận trở lại đó, thì thấy được cái chỗ sâu xa mà Ngài muốn chỉ. Con mắt là cái vật vô tri. Con mắt là nó là vô tri. Nó ví dụ hai tròng con mắt này, hai tròng mắt này là hai cái cục thịt thôi chứ có gì đâu. Trong đó mấy sợi gân thôi thì nó là vô tri, thì nó có biết gì đâu. Vậy thì cái gì biết, cái gì thấy trong đó? Phải cảm nhận được cái đó, chứ không phải là dừng ở trên con mắt. Dừng ở trên cái lỗ tai. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai là hai cái mảnh thịt thôi. Lỗ tai đâu có biết nghe, phải không? Vậy cái gì nghe?
À, thì phải cảm nhận được cái gì đó. À, cho nên ở đây là Ngài mới nói mạnh chỗ đó. Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm thì bốn mắt nhìn nhau đó, thì chẳng tâm là gì. À, nhưng mà tâm nguyên không tịch vô vi. Cái tâm đó vốn là nó rỗng, lặng, à, nó không có hình tướng gì hết, không có tạo tác gì hết. À, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. À, tức là ai mà ngộ được chỗ đó thì chứng quả Như Lai thôi. À, tức như là ngay nơi tâm đó nó vốn là không tịch vô vi, tức là nó vốn là niết bàn, nó vốn là lặng lẽ rồi. À, đó. Thì này khéo nhận được chỗ đó thì chứng quả Như Lai, nhưng phải nhận sao, tức là phải thấy trở lại, nhất là trước khi mà động niệm, à, trước khi mà phát thành ra cái âm thanh, phát ra cái tiếng, à, phải thấy trước như vậy đó, à, thì mới khéo nhận, khéo thấy. À, đoạn thứ tư là bát tự đã khai bằng nai, tứ mục tương cố lộ bài viên dung, ấy là mật ấn tâm tông tổ đã truyền lòng chứ có hồ nghi. Tức là bát tự riêng là chữ bát đó cũng đã mở toan ra rồi, không có dấu giếm gì hết. Chữ bát đó hai chọng hai chân mày này đã mở toan ra rồi, tức là cái lộ cái mặt thật đây rồi, thì không có dấu giếm gì hết. Vậy thì ngay đó chữ bát mở ra vậy thì cái gì thấy đây? À, tức là bốn mắt nhìn nhau đó là lộ bài viên dung trong đó hết. À, tức là không thiếu sót gì hết. Đó chính là cái chỗ mật ấn tâm tông. À, chỗ mật truyền đó, chỗ tâm truyền là chỗ đó. À, tổ đã truyền lòng, à, chớ có nghi ngờ gì nữa hết. À, như vậy thì ai dối gạt được chỗ này? Và ai không có cái việc này? Nào quý vị đặt câu hỏi lại coi. Vậy là ai không có việc này? À, vậy có không mà không dám nhận thì đó tự mình nghĩa là coi như là ngược lại mình thôi. Đó. Đoạn thứ năm là tam thế chư Phật Như Lai, tứ mục tương cố muôn đời chứng thân. À, tất nhiên ở đây cũng vậy, tức là ba đời chư Phật Như Lai đó bốn mắt nhìn nhau là cũng là cái chỗ mà gọi là muôn đời thân chứng của chư Phật chư Tổ. À, tức là chỗ này là chỗ mình cũng phải thân chứng, à, chư Tổ chư Phật thân chứng chỗ đó, và cũng chính là chỗ mình thân chứng chứ không gì khác hết. À, ngoài này ra mà đi tìm cái gì khác đó, à, thì không khéo là dễ bị lầm. À, đoạn thứ sáu là bảo thực cứu cánh cho hay, tứ mục tương cố thực rầy ấn tâm. À, cũng vậy, cũng Ngài cũng nhấn mạnh cuối cùng nói cho rõ, cho nghĩa là rốt ráo á, tức là bảo thực cứu cánh á, không thì cái chỗ ấn tâm của chư Tổ là cũng là cái chỗ bốn mắt nhìn nhau này thôi. Nói đi nói lại cũng chỗ đó. Và đoạn thứ bảy là quá Phật thọ ký vô biên, tứ mục tương cố mật truyền tâm tông. À, nghĩa là các vị quá Phật, không quá Phật đó mà thọ ký vô biên vô số đi nữa, à, tức là thọ ký nghĩa là vô biên vô số nhiều bao nhiêu nhiều, nhưng mà cái gốc đó là cũng ở chỗ này, tức là cũng chỗ bốn mắt nhìn nhau này, à, là chỗ này là chỗ thọ ký của chư Phật á, à, chỗ mật truyền tâm tông, à, cái gì đấy, à, vậy ai tin có việc này không? À, tin không tin là chuyện của mọi người, nó rõ ràng vậy rồi. À, trong bài kệ bài gọi là Ngộ Đạo Nhân Duyên có đoạn sư viết: một ngọn đèn tâm mất mắt Phật sinh, truyền nhau bốn mắt ngó phân minh, ngọn đèn mãi nói sáng vô tận, trao gửi thiền lâm dạy hữu tình. À, tức là nhất điểm tâm đăng Phật nhãn sinh, tương truyền tứ mục cố phân minh, liên phương tục diệm quang vô tận, phổ phó thiền lâm thọ hữu tình. À, tức là một ngọn đèn tâm mắt Phật sinh, à, tức là mắt Phật đó là sinh ở đâu? Sinh ngay trong cái ngọn đèn tâm này thôi, chứ không gì khác hết. À, mà ngọn đèn tâm đó là chỗ nào? Tức là ngay cái chỗ bốn mắt nhìn nhau này, cho nên gọi là truyền nhau bốn mắt ngó phân minh đó. Tức ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó đó là con mắt Phật nó hiện rõ trong đó. Người nào khéo thì ngay đó mở mắt Phật liền. Cho nên mình cứ lo tìm
mở mắt trí tuệ, mở mắt Phật ở đâu 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 mà quên mất là ngay chỗ mình sống hàng ngày. Cho nên chính đó là cái chỗ mà gọi là ngọn đèn mãi nối sáng vô tận đó, tức là cái chỗ đèn đèn tiếp nối vô tận của chư tổ chư tổ. Nghĩa là chỗ đó là chỗ gọi là chỗ phó chúc, là cái chỗ trao gửi cho nhà thiền, chỗ trao gửi cho chúng sinh đó, cho nên gọi là trao gửi thiền lâm để dạy hữu tình. Tức là chỗ là chỗ phó chúc đó, chỗ gọi là trao phó trong nhà thiền đó, để mà dạy chúng sinh, dạy hữu tình chứ không gì khác hết. Tức là làm sao để cho một người sáng rồi truyền cho người khác sáng, sáng sáng mãi không cùng cái chỗ này. Đó là cái chỗ gọi là truyền đăng tục diệm. Thì ngay cái chỗ bốn mắt nhìn nhau đó, vì thấy là cả một cái lý, nghĩa là nhiệm màu, và cả một cái hệ giáo lý đều nằm sẵn trong đó hết. Sau khi sư được tâm ấn rồi, sư mới thọ giới tỳ kheo. Một năm sau, sư lập đàn thỉnh ba đức Phật, tức là Phật Thích Ca, Di Đà, Di Lặc chứng đàn thọ giới Bồ Tát và đốt hai ngón tay nguyện hành hạnh Bồ Tát. Về sau, sư được truyền thừa y bát Trúc Lâm làm trụ trì chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm, là hai ngôi chùa lớn của phái Trúc Lâm. Tức là lúc này là sư trụ trì cả hai chùa Long Động và Quỳnh Lâm. Cho nên sau này khi sư tịch thì là tháp cả hai nơi đó. Cho nên thời này là chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm là nổi tiếng mà cũng là vang dội đó, truyền bá rất là hưng thịnh. Năm 1684, sư dựng đài Cửu Phẩm Liên Hoa tại chùa Quỳnh Lâm theo kiểu mẫu đài Cửu Phẩm Liên Hoa mà thiền sư Quyền Quang đã dựng trước kia ở chùa Ninh Phúc, tức là chùa Bút Tháp. Năm 1692, lúc 46 tuổi, sư được vua Lê Hy Tông triệu vào cung để tham vấn Phật Pháp. Vua khâm phục tài đức của sư, ban cho hiệu là Vô Thượng Công và cúng vàng áo ca sa cùng những pháp khí thờ tự. Thì như vậy, tức là theo bia đó, thì lúc mà vua ban cho cái hiệu vô thượng này đó, là cùng ban cho cái tên Tuệ Đăng đó. Tuệ Đăng cũng cùng lúc này đó. Như vậy thì coi như là ngài theo bia là ngài có tới mấy cái tên. Tên Tuệ Đăng đó, chính giác đó, Tuệ Đăng chính giác là cũng vua ban. Tuệ Thông, Tuệ Thông là do ngài thiền sư Chân Trú, Tuệ Nguyệt ngài cho. Còn Chân Nguyên là do ngài Minh Lương. Rồi kế là ngài có tên cái chính giác nữa, tức là năm 1722, lúc 76 tuổi, sư được vua Lê Vũ Tông phong chức tăng thống và ban hiệu là Chánh Giác Hòa Thượng, tức là thêm một cái tên chính giác nữa. Tức là tên chính giác, rồi Chân Nguyên, Tuệ Thông, Tuệ Đăng. Đến năm 1726, sư triệu tập đệ tử dặn dò và nói kệ truyền pháp, kệ rằng: Bài hiện rõ ràng được suốt ngày, đây là tự tánh mặt phô bài, chân thường ứng dụng sáu căn thấy, muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay, tức là chính biến tri đó, hiển hách phân minh thập nhị thì, thử chi tự tánh nhậm thi vi, lục căn vận dụng chân thường kiến, vạn pháp tung hoành chánh biến tri đó. Đây mình thấy ngài trên cái chỗ ngộ á, nó đã sáng tỏa, thì cái chỗ nói ra nó cũng rõ ràng. Cho nên bài hiện rõ ràng suốt cả ngày. Tức là cái lẽ thật này nó bài hiện rõ ràng suốt cả ngày, chưa từng thiếu sót gì hết. Nó bài ở đâu? Đây là tự tánh mặt phô bài. Tức là cái tự tánh nó luôn luôn nó hiện bài suốt cả ngày đêm, chưa từng thiếu vắng, thì còn phải tìm đâu nữa? Tại sao còn chưa tỏ ngộ mà nó bài ở đâu? Bài ngay chỗ sáu căn đây thôi chứ gì. Cho nên gọi là chân thường ứng dụng sáu căn thấy. Nơi sáu căn này đó, cái chân thường nó bài rõ đó, tự tánh nó ứng ra đó, luôn luôn thấy, nghe, cảm, biết, thì cái đó là nó hiện bài quá rõ ràng, ai khéo thì nhận ra ngay thôi. Cho nên muôn pháp dọc ngang chính biến tri, ngay giữa muôn pháp dọc ngang đầy dãy này là biết rõ hết. Cái chính biến tri tức là cái biết khắp của Phật đó, nó bài trong đó. Cho nên ngay cái chỗ muôn pháp dọc ngang này, người khéo tỉnh lại là xong, là rõ biết khắp hết, là mở con mắt Phật liền.
mở mắt Phật ngay trong cái chỗ muôn pháp dễ đầy đây, ngay trong chỗ sáu căn thấy nghe hàng ngày này. À, bởi vậy cho nên Phật tổ xưa nay đó đều một cái lối chỉ đó, không có hai không khác gì hết, mình thấy rõ. À, cho nên người khéo, người mà nhận thì ngay trong cái chỗ thấy nghe, trong cái chỗ động dụng tới lui hàng ngày của mình đây, là cái chỗ mình phải giác ngộ trở về, khỏi phải tìm đâu xa hết. À, tức là cái lẽ thật nó đã rành rành rõ ràng như vậy rồi, chỉ là mình khéo nhận hay không thôi. À, khéo nhận thì trở về, còn không thì đành chịu lang thang vậy thôi. À, nói kệ xong, sư mới bảo chúng ta đã 80 tuổi, sắp về cõi Phật. Đến tháng 10, sư nhóm bệnh, đến sáng ngày 28 thì viên tịch, thọ 80 tuổi, tức là 28 tháng 10. À, môn đồ làm lễ quả táng, thu xá lợi, chia thờ hai tháp ở chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Động, tức là tháp tên là Tịch Quang. À, và theo cái bia của tháp sau á, thì gọi là, gọi là ở tháp mà chùa Quỳnh Lâm đó thì gọi là tháp Dụng, còn tháp mà ở chùa Long Động tức ở đây đó là tháp Thể, một bên gọi là tháp Thể, bên gọi là tháp Dụng. Dụng tức là vọng đó, vọng tức là thờ vọng thôi, còn Thể thì đúng ra Thể là ở đây là chính đó, chính gốc Thể, tức là tháp hiệu Tịch Quang. Sư là người khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm đó. Thì tác phẩm của sư có các tác phẩm như là Tôn Sư và Pháp Sách Đăng Đàn Tội Giới, Nguyên Sư Diệt Định Pha, Long Thư Tịnh Độ Văn, Long Thư Tịnh Độ, Luận Bạc Hậu Tự, Tịnh Độ Yếu Nghĩa. Tức là bởi vì trong cái thời của Ngài đây thì Ngài có lúc cũng phương tiện dạy hướng dẫn cho người tịnh độ đó, để mà trở về thiền, ngộ đạo nhân duyên, Thiền Tông Bản Hạnh, Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh, Thiền Tịch Phú, đây là những cái bài Phú Chữ Nôm, Đạt Ma Thái Tử Hạnh, Hồng Mông Hạnh, Kiến Tánh Thành Phật. Đó là qua cái phần của Ngài Thiền Sư Chân Nguyên cho mình thấy là Ngài Chân Nguyên khi mà Ngài có cái công là khôi phục lại Thiền Tông trong cái thời Hậu Lê, Ngài coi như là từng trụ trì ở chùa Long Động này với chùa Quỳnh Lâm. Như vậy thì chùa Long Động này vào cái thời mà Ngài Chân Nguyên đó, là cái thời đó là cái thời mà rất là thịnh. Cho nên rồi sau là Ngài có làm cái bài gọi là Thiền Tịch Phú, cũng có nói về cái chùa Long Động này đó. Và cái như là mình thấy đó, trong cái vườn tháp mà của chùa Long Động đó có rất nhiều tháp cổ, mà một số là tháp của thời Hậu Lê, tức là thời của Ngài Chân Nguyên. Trong đó có mấy ngôi tháp mà còn được bia ký, thì còn được hai cái tháp mà còn bia ký ghi rõ ràng, còn một ít tháp nữa thì chỉ còn cái bài vị thôi, còn số tháp thì coi như là không còn bia ký bài vị gì hết. Có một cái tháp mà coi như có trước Ngài Chân Nguyên nữa, tức là cái tháp mà ở phía trước chùa đó, phía trước chùa mà nằm bên tay phải là cái tháp Viên Minh, tức là tháp Viên Minh nằm bên tay phải đó, đó là cái tháp mà thờ trong bài vị ghi là Trúc Lâm Đầu Đà đó, cũng ghi là Trúc Lâm Đầu Đà, nhưng mà đây là Trúc Lâm Đầu Đà thời Hậu Lê chứ không phải là của vua Trần Nhân Tông. Ngài tên là tức là hiệu Thiên Minh Bình Đỉnh đó, cũng là tên là Tuệ Quang, tất nhiên là đây cũng tên là Tuệ Quang Tôn Giả. Thì Ngài là tịch năm 1693, tức là về trước Ngài Chân Nguyên, như là cái vị này coi như trụ trì trước Ngài Chân Nguyên. Ngài Chân Nguyên tịch 1726, còn đây là Ngài tịch 1693. Đó, thì tháp đó là tháp cổ đó, coi như có trước Ngài Chân Nguyên. Còn bên tay trái thì cũng có ngôi tháp gọi là tháp Viên Quang, nhưng mà lại mất bia ký. Nhưng mà mình cũng có thể đoán tháp Viên Quang này cũng là thuộc thế hệ, cũng là có thể là cũng trước Ngài Chân Nguyên nữa. Đó. Và trong những cái tháp mà còn được hai cái tháp mà có được cái bia ký
đầy đủ rõ ràng, cộng với tháp Ngài Chân Nguyên là được ba cái. Thì trong đó có tháp Giao Quang, tháp Giao Quang cũng nằm bên tay phải mà dưới cổng đi lên, sát cổng đi lên. Thì tháp này bia ký rõ ràng và cũng còn có những cái tư liệu quý báu để cho mình nghiên cứu, tức là tham cứu thêm về cái dòng thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Ở đây thì đọc lượt qua cái bản này dịch cho quý vị thấy, tức là tháp Giao Quang là do một vị môn nhân, tức là vị đệ tử tên là Tuệ Nhãn soạn. Thì trong đó ghi là bắt đầu là núi Yên Tử từ sơ tổ hiện quang đến Trúc Lâm viên chứng, trải qua đến Trần Triều Tam Tổ lần lượt nối nhau. Tức là đây là ghi rõ như vậy, thì tổ hiện quang là coi như là khai sơn của Yên Tử đó, rồi đến kế là Trúc Lâm viên chứng. Như vậy tức là Trúc Lâm viên chứng là thiền sư mà vua Trần Thái Tông mà lên núi Yên Tử này gặp đó, thì ngài có tên viên chứng rõ ràng. Danh chép truyền đăng phần nhiều khó nêu ra hết. Thì trong cái lý ẩn hiện đến tổ sư Tuệ Quang trung hưng hoàng đại, tức là rộng lớn, là Phật pháp thịnh hình, thịnh hành, danh lam thánh cảnh, rồi tuệ nguyệt sáng ngoại, tuệ đăng chiếu khắp, cho đến tuệ cự bổn sư túc duyên cùng chư tổ rọi sáng, bền tâm trụ vững lâu dài. Như vậy thì đây là ngài ghi rõ từ sơ tổ khai sơn là hiện quang đến Trúc Lâm viên chứng, rồi qua tam tổ Trần Triều, tất nhiên là sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, rồi nhị tổ là ngài Pháp Loa, tam tổ Huyền Quang, nhưng mà vẫn lần lượt nói nhau danh chép đó, tức là truyền đăng tiếp nối nó nhiều chứ khó chép hết, tức là còn dài chứ không phải là ngang đó cắt đứt. Nhưng mà mình thường thường là tư liệu không có đầy đủ, cho nên thường thường mình cứ tưởng là qua tam tổ Trúc Lâm rồi thì thiền phái Trúc Lâm nó bị mai một, nhưng mà sự thật không phải mai một mà vẫn còn nhiều vị tiếp nối, nhưng mà khi ẩn khi hiện, cho nên rồi sử liệu nó thiếu, không có chép hết. Cho nên trong danh sách là 23 vị tổ mà tiếp nối sau này đó, ở trong sách của ngài Phúc Điền đó, ngài ghi đó, thì tổ thứ 21 là Tuệ Quang tổ sư, rồi 22 là Tuệ Nguyệt chân chú, 23 mới được vô phiền. Thì ở đây thì trong cái bi ký này ghi rõ ràng, tức là trong cái lý ẩn hiện đến tổ sư Tuệ Quang trung hưng hoàng đại. Tuệ Quang tất nhiên là ngài tên thứ 22 trong cái hệ đó, tức là Tuệ Quang trung hưng, ngài có công cũng là trung hưng rộng lớn lên. Rồi Tuệ Nguyệt sáng mãi, Tuệ Nguyệt tức là ngài Tuệ Nguyệt chân trú làm cho dòng thiền được sáng mãi. Tuệ Đăng chiếu khắp, tức là Tuệ Đăng chân nguyên. Như vậy thì rõ ràng là cái gọi là cái hệ đó là tiếp nối nó liên tục và nó có chứng cứ, nó có xác minh rõ ràng. Nhiều người thì cũng nghi là cái hệ đó là không có rõ ràng, nhưng mà đây đã cho mình thấy rõ tên của những vị này là cuối đó, gần cuối đó, là mình thấy nó có người chính xác, thấy không? Tuệ Nguyệt chân trú tức là thầy của ngài Chân Nguyên ở Yên Tử khi mà ngài Chân Nguyên lên tu xuất gia đó. Rồi đây là nói về ngài Tuệ Cự. Tuệ Cự tất nhiên là cái tháp mà thờ ngài đó, gọi là tháp Giao Quang đó, thờ ngài Tuệ Cự. Thì ngài coi như là sau ngài Chân Nguyên, sau ngài Chân Nguyên và sống coi như sống cùng thời với ngài Chân Nguyên đó, nhưng mà tịch sau, chứ là ngài sinh năm 1706, tịch 1771, tức là tịch sau ngài Chân Nguyên. Ngài Chân Nguyên là tịch 1726. Sư vốn quê quán ở Quảng Đức Tây Hồ, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1706 đó, tên là Đinh Hưng Tạo. Lúc nhỏ sư học nho, 18 tuổi ngộ đạo pháp, tức là ngộ Phật pháp, 22 tuổi xuất gia. Trước tiên thì sư gặp thiền sư Như Tông cạo tóc, rồi kế là gặp thiền sư Dược Am dạy dỗ, sau đó thời giới cụ túc với thiền sư Như Thiệu.
được pháp danh là Sa Môn Tín Đường hiệu Tuệ Cự. Như vậy thì mình biết thêm là trong thời này là có các vị thiền sư như là Như Tông, Như Thiệu, Dược Am. Như tất nhiên là cái chữ Như là kế cái chữ Chân đó, Minh Chân Như đó, tức là kế Ngài Chân Nguyên. Ngài Chân Nguyên là chữ Chân, còn đây chữ Như, tức là những vị này là đệ tử Ngài Chân Nguyên. Thì sư sống khỏe mạnh 66 năm trôi qua, tất nhiên là sống 66 năm tuổi đời đó, thình lình vào ngày 23 tháng 4 năm Tân Mão, thì vào tiết trời đầu mùa hạ, sư Tạ Thế môn nhân cùng hai xã làm lễ trà tỳ. Xã Nội Hoàng cùng với ba hương mới đón trở về nơi bổn tự trụ trì xây tháp hiệu là Giao Quang để thờ sư. Công nghiệp mà còn để lại thì như vậy, tức là sư lúc sống là tướng mạo đoan nghiêm, tính tình từ bi, nổi bật hơn người. Ở núi non ẩm thấp mà chẳng có chuyển đổi đạo tâm, hợp với thủy thổ có duyên tu hành mới thắp hương chúc mừng. Quốc thế dân an, khai sáng Phật tổ gia phong, lợi ích môn nhân quy kính, lưu truyền y bác, lòng tin ngưỡng mộ mãi để lại, phó chúc tiếp nối trao lại rộng truyền khắp hết. Sau đó mới có cái lời minh. Lời minh là hiện dấu Tây Hồ, quê gần Thành Đô. Hiện dấu tức là sinh ra đó, sinh ra thì ở quận Tây Hồ, nơi gần nơi Thành Đô. Họ Đinh, học Khổng, xuất thế Ngao Du, tìm thầy ngộ đạo, cạo tóc đi tu, Long Động gạn lọc rửa sạch bụi nhơ, tất nhiên là ở nơi chùa Long Động này tu hành đó. Khai sơn phá thạch, khuôn phép tạo thành, tức là ở đây khai sơn phá thạch lập thành cái khuôn phép mà cho người tu theo. Công tròn quả mãn, dấu tháp thiện đồ, hương quả thờ phụng sáng như mặt trời. Thì đó là ở đây là cái bài gọi là cái bài bia ký mà còn được ghi đầy đủ đó. Cho nên trong cái bài này nó có những cái tư liệu mà mình biết thêm về cái dòng thiền của Trúc Lâm, nó được tiếp nối, nó rõ ràng. Đó là mình thấy còn cái tháp Liên Phương đó, cũng là cái tháp còn cái bia ký đầy đủ. Tháp này thì có vị thiền sư Tuệ Nhật Thích Điềm Điềm, và trong cái tháp này cũng có ghi một cái vị mà ghi lại trong những cái lời bí ký đó, thì cái vị này lại là ở nơi chùa Bảo Quang, thì cho nên đây cũng có liên hệ với chùa Bảo Quang, tức là chùa Ba Bà ở trong cái tháp Liên Phương. Rồi phía trước phía dưới đó có một cái tháp đá thờ thiền sư Hải Ngân Thích Hoàng Hoàng đó, hiệu là Đại Giác. Thì cái vị này lại là có một cái tháp ở tên chùa Vân Tiêu nữa, tức là chùa Vân Tiêu có tháp cũng thờ Ngài. Thành ra như vậy thì Ngài ở đây, nhưng mà trước có khi là Ngài cũng là trụ ở trên Vân Tiêu nữa. Cho nên đó là những cái, cho nên trong cái vườn tháp của chùa Long Động này nó có nhiều cái tư liệu rất là quý, nhưng mà có số là không có đầy đủ hết, cho nên là mình cũng mất một phần tư liệu đó. Đó là nói qua về Ngài Chân Nguyên với những cái tháp tổ ở đây, để cho mình thấy những cái ý nghĩa, những cái tư liệu. Bây giờ thì ở đây thì mình học thêm qua một ít cái phần về cái tư liệu mà của Ngài Chân Nguyên còn để lại, như là Thiền Tịch Phú và cái Quyển Kiến Tánh Thành Phật. Thì trong Quyển Kiến Tánh Phật đó, Ngài trình bày, Ngài nói rõ về cái ý nghĩa kiến tánh rất là rõ ràng. Thì trong đây trích một đoạn để cho quý vị thấy cái Ngài Chân Nguyên, tức là để cho thấy rõ người mà thấy tánh rõ ràng, thấy đạo nó chính xác, thì cái lời nói ra đó nó cũng là rõ và xác thực. Tức là thấy rõ thì nói ra nó rõ ràng, nó chính xác, chứ không có mập mờ gì hết. Đây như là trong cái bài Kiến Tánh Thành Phật có một đoạn Ngài nói, tức là đoạn bài kệ, Ngài nói rằng
chẳng biết báo trong áo, vô minh sai tự tỉnh, trăm hài đều rã tan, một vật vững sáng mãi. Tức là không biết rõ được cái của báo ở trong áo của mình, cho nên rồi mê mờ. Nhưng mà trong cái vô minh đó, nếu mình tự tỉnh lại thì biết rõ cái thân này là cái thân trăm hài, tức là thân này nó rã, nó tan, nhưng mà trong đó còn có một vật vững sáng mãi, không bao giờ mất. Đó, tức là người tham thiền chính là phải tham cho thấu cái chỗ này đó, nghĩa là tham cho thấu qua cái chỗ mà vô minh sai tự tỉnh, cái báo mà trong áo này, nghĩa là dám buông cái bản ngã này, cho nên gọi là cái thân trăm hài này đó, để mà tham đến là cái chỗ mà một vật vững sáng mãi đó. Cho nên đây Ngài nói áo là sắc thân, còn báo là tự tánh. Trước kia Lục Tổ Huệ Năng đốn ngộ tự tánh tâm châu linh bảo, bèn đáp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rằng tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh. Tức là đây áo, đây nói báo ở trong áo, thì áo là chỉ cho sắc thân của mình, tức là thân này, còn báo đó là chỉ cho tự tánh. Mỗi người đều có cái tự tánh báo ở ngay trong cái áo sắc thân này. Đó, mà làm sao phải phát minh, phải khai thác ra cái đó để mình sống, cái đó mới là cái quý báo. Còn cứ nhận cái bản ngã này á, để mà sống đó là sống theo cái phiền não, cái đau khổ, đó là sống theo cái vô minh. Mà mình bây giờ thì đa số, hoặc là nó coi như hầu hết á, là nhận cái bản ngã này để mà sống thôi. Tuy nhiên đó gọi là sống theo cái vô minh. Cho nên ở đây là phải nhận ra chỗ này. Cho nên đây Ngài dẫn là Lục Tổ đó đáp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh. Cho nên khi mà Ngài tỏ ngộ rồi, Ngài mới la lên: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Tự tánh mình đầy đủ, không thiếu gì hết. Đó, mà nhận được cái đó là nhận của báo của mình. Cho nên tham thiền là phải tham cho thấu đến chỗ này. Đây là Ngài mới giải thích rõ, nói thêm: hỏi rằng tánh đủ mọi lý mà ứng với muôn sự. Cái tự tánh đó nó đủ hết mọi lý và nó ứng ra với muôn sự, muôn vật, tức là ứng khắp, không có thiếu gì hết. Đây là cái chỗ mình phải nhận cho rõ, phải tham cứu cho nó kỹ. Tức là hỏi đáp đó là gì? Chỉ là tự tánh. Hỏi đáp qua lại đó, hỏi đáp là gì? Chỉ là tự tánh. Và tham học đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tụng kinh đó là gì? Chỉ là tự tánh. Niệm Phật đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tự nhiên quý vị có cái gì rời ngoài tự tánh không? Hỏi đáp qua lại đó là gì? Chỉ là tự tánh thôi. Cho nên trước kia là khi mà Ngài Động Sơn Thủ Sơ đó đi đến tham học với Ngài Vân Ngôn, đến thì Ngài Vân Ngôn hỏi ông là ở đâu đến, thì mới nói là con là ở Tra Độ đến, không? Rồi mới hỏi là mùa hạ vừa rồi ông ở đâu, thì mới nói là ở chùa Báo Từ tại Hồ Nam. Rồi hỏi ông rời lúc đó, ở đó lúc nào, hỏi là ngày, đáp là ngày 25 tháng 8. Sau đó thì Ngài Vân Ngôn người đó tha ông ba gậy. Vậy thì ông nghĩa là nghi ngờ, không biết sao mà mình lại bị, đáng lẽ bị ăn gậy, hỏi sao thì mình đáp vậy thôi. Nhưng mà chính đó là Ngài Vân Môn đó, Ngài khai thị cái tự tánh này đó. Hỏi đâu thì ông đáp đó rõ ràng, phải không? Tức là hỏi đáp, mà hỏi đáp đó là gì? Hỏi ở đâu thì ông đáp là ở Tra Độ, hỏi mùa hạ vừa rồi ở đâu thì ông đáp là ở chùa Báo Từ Hồ Nam, hỏi rời đó lúc nào thì đáp là 25 tháng 8. Tức là hỏi đâu, đáp đó, rõ ràng. Thì tức là tự tánh hiện bài đó, ông không ngộ, ông còn tìm gì nữa, cho nên tha ông ba gậy. Đó là muốn nhắc ông ngay đó, và ông phát minh trở lại tự tánh là xong. Cho nên đây người nói hỏi đáp cũng là tự tánh thôi. Và tham học, đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh thôi. Cái gì tham học? Cho nên cái chỗ này mà Ngài Đức Sơn, Ngài mới bảo ông Tăng là ông mà chưa bước chân xuống thiền là đã đáng ba gậy rồi đó. Tức ông Tăng mà ở Tân La đó. Nghĩa là ông từ bên Tân La rồi qua đây để mà tham thiền học đạo, không? Thì chính cái mà đi tham thiền học đạo đó, cái đó là cái gì? Còn đi tham cái gì nữa? Cho nên ngay đó
thì đáng lẽ là đáng ba gậy rồi, cho nên tham học đó chỉ là tự tánh thôi. Rồi tụng kinh đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Vậy cho nên quý vị là mỗi đêm mà lên tụng kinh á, thì chỉ cần ngộ cho đó lại là xong. Cho nên tụng kinh cũng chỉ là tự tánh. Bởi vậy mà cái câu chuyện mà cái vị đồng tử tụng kinh á, đồng tử cùng với ông thầy tụng kinh xong rồi, thì ông thầy bảo là cái vị đồng tử đó thôi cất kinh vào trong tủ. Giờ đồng tử cất kinh vào trong tủ rồi, thì mới hỏi là ông thầy, kinh con đã cất vào trong tủ, còn cái con tụng đó thì cất ở đâu? Kinh thì cất trong tủ rồi, còn cái mà con tụng đó thì cất ở đâu đây? Ông thầy đáp không được. Thì cái đó là cái gì? Chính cái con tụng đó. Thì đó, thì quý vị thấy. Cho nên tụng kinh đó cũng chỉ là tự tánh. Ngay đó là ngộ được, rõ được, thì thấy nghe là tự tánh luôn luôn hiện bài. Niệm Phật đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh đó. Cái gì biết niệm? Cái miệng nó đâu biết niệm? Cái gì biết niệm? Rồi nói năng đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Môi, răng, lưỡi, nó có biết cái gì đâu mà nói năng. Vậy thì cái gì nói năng? Nếu không phải tự tánh nó hiện ra. Cho nên tham cứu trở lại kỹ ngay cái chỗ nói năng đó, coi xem là cái gì. Đó là mình đi ngược dòng trở lại thế gian đó. Tham thiền là tham ở chỗ đó đó. Giờ mình nhiều khi mình lo tham thiền là lo tham cái chỗ này, tìm hiểu cái chỗ kia, có khi môi móc trong chữ nghĩa thì tưởng đâu là được chút ít gì hiểu đó là hài lòng, không ngờ cái hiểu đó cũng là cái hiểu trên chữ nghĩa, cái hiểu là vai mượn, nói theo mà các chư tổ đó cũng là nhai lại cái bã mía của chư tổ thôi, còn chính cái chỗ này mới là cái chỗ thực của mình. Phải tham cứu trở lại coi cái gì nói năng đó. Rồi gậy hét đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tức là các ngài dù là dùng gậy đánh, dùng hét cũng là chỉ là tự tánh thôi. Cái gì mà giơ gậy lên là cái gì biết hét. Cho nên thấy rõ chỗ đó thì mình thấy đâu đâu cũng là tự tánh hiện hết. Cơ duyên đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Cái gì mà hiện ra cơ duyên? Rồi Thế Tôn mà giơ cành hoa đó là gì? Chỉ là tự tánh. Nghĩa là Thế Tôn giơ cành hoa lên thì cái gì giơ? Ngài Ca Diếp mỉm cười đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tức là Ca Diếp mỉm cười thì cái gì mỉm cười? Rồi Lâm Tế hét, Đức Sơn đánh, Ngưỡng Sơn, Tướng Tròn, Thạch Củng, Dương Cung, rồi Đạo Ngô múa hốt, cơ duyên của chư tổ đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tức là Ngài Lâm Tế ai hỏi đến hét, Đức Sơn thì đánh, Ngài Ngưỡng Sơn tới ai người hỏi đạo thì Ngài lấy tay Ngài vẽ một cái tướng vòng tròn, Ngài Thạch Củng á thì người tới hỏi đạo thì Ngài dương cung lên, Ngài Đậu Ngô á thì có lúc là múa cái hốt, thì như vậy thì cũng chỉ là tự tánh thôi, không có rời ngoài tự tánh. Rồi bốn mắt nhìn nhau đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Cái gì nhìn nhau, cái gì mà cảm biết nhau trong cái bốn mắt nhìn đó? Con mắt á, cái tròng mắt á thì nó cũng là cục thịt thôi, còn cái gì mà nhìn để cảm biết trong đó, cho nên cũng chỉ là tự tánh. Ngay đó sáng tỏ trở lại, tham cứu trở lại chỗ đó là cái chỗ tham thiền chính xác của mình. Trưởng lão Câu Chi đưa ngón tay giơ nắm tay đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Giơ ngón tay lên hoặc đưa ngón tay hoặc đưa nắm tay thì cũng chỉ là tự tánh. Cái gì về đưa lên? Lâm Tế phủi tay áo liền đi đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Tức là Lâm Tế khi mà đến tháp thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì cái vị tháp chủ tháp á mới nói là trưởng lão lễ Phật trước hay là lễ tổ trước. Đến tháp tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì cái ông chủ tháp giữ tháp đó, ông hỏi vậy giờ bây giờ trưởng lão đến đây thì trưởng lão lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Thì ngài mới đáp Phật tổ đều chẳng lễ. Ông chủ tháp cũng nói lễ Phật trước hay tổ trước, đó là cái lời mà là mắc kẹt hai bên, tổ trước Phật trước, cái nào trước cái nào sau, trước sau đó hai bên, cho nên ngài đó là Phật tổ đều chẳng lễ, không có mắc kẹt bên nào trước sau hết. Thì ông chủ tháp mới hỏi vậy thì Phật tổ có quan gia gì với trưởng lão?
À, thì ngài mới liền phẩy tay áo đi ra. Cho nên thì đây ngài Chí Nguyên ngài mới nói rằng như vậy thì Lâm Tế phủi tay áo liền đi đó. Đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh thôi. À, cái gì mà biết phủi tay áo đi ra? Cho nên khai qua kết ấn đó là gì? Cũng chỉ là tự tánh. Rồi đi, đứng, ngồi, nằm đó là gì? Chỉ là tự tánh thôi. À, đi, đứng, ngồi, nằm. Thì như vậy mình thấy có mấy người ở trong đó. À, khi đi đó là ai đi, cái gì đi, rồi lúc đứng là cái gì đứng, ngồi là cái gì ngồi, nằm là cái gì nằm. Có mấy kẻ ở trong đó. À, có ai chen vào trong đó. À, cho nên cũng chỉ là tự tánh thôi. À, vậy thì quý vị thấy mình có thiếu cái gì đâu. À, cho đến thấy, nghe, hiểu, biết đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. À, con mắt thấy, lỗ tai nghe, không? À, lỗ mũi nó ngửi mùi, không? Rồi cái miệng thì nó biết nếm, thân nó biết xúc, không? Ý nó biết nghĩ. À, thì vậy cả sáu căn đó, cho nên đây nói chung là thấy, nghe, hiểu, biết đó là gì, cũng chỉ là tự tánh thôi. Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi nó đều là cái vật vô tri thôi. À, con mắt nó biết thấy gì đâu. À, lỗ tai nó đâu biết nghe gì, nó là cái nó là lỗ tai đó là cái mảnh thịt vô tri thôi, còn con mắt á cũng là cái cục thịt vô tri. À, như vậy thì cái gì thấy, cái gì nghe, rồi cái gì hiểu biết trong đó, cho nên cũng chỉ là tự tánh. Rồi ăn cơm ăn cháo đó là gì, cũng chỉ là tự tánh thôi. Không có rời ngoài. Cho nên ngài thiền sư Kim Ngưu mà thường thường ngài mỗi khi mà đến cái giờ ăn cơm của chúng tăng đó, thì ngài mới mang cái thùng cơm đến trước chúng tăng, ngài múa cái ngài mới bảo Bồ Tát con đến ăn cơm. Múa cái thùng cơm gọi Bồ Tát con đến ăn cơm. Tất nhiên đó là coi như là kêu gọi mọi người đó phải nghe là thức tỉnh đó. Ăn cơm đó là gì mà không có tỉnh ngộ, không? Còn ngài ăn cơm, cho nên đây nó ăn cơm ăn cháo đó là gì, cũng chỉ là tự tánh thôi. Rồi uống nước uống trà đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Cho nên ngài Triệu Châu mà gọi là có ai tới hỏi thì ngài thường thường ngài bảo uống trà đi đó. Rồi đắp y ôm bát đó là gì, chỉ là tự tánh. Thì vậy quý vị thấy mỗi ngày đắp y không lên tụng kinh đó là gì, cũng là chỉ là tự tánh mà không khéo nhận. Cho nên trong kinh Kim Cang mà vào trước, mới vào coi như vào đầu trong kinh Kim Cang đó, thì Đức Phật ngài đi khất thực, không khất thực xong rồi trở về ăn dùng cơm, rồi cái thu xếp y bát, rồi ngồi yên lặng chưa có nói gì hết, mà ngài Tu Bồ Đề ngài đã tán thán là Như Lai khéo hộ niệm, khéo phối chúc các vị Bồ Tát. Chưa nói gì hết mà ngài đã thấy được, tức là trong cái chỗ đi khất thực rồi đắp y ôm bát đó, là đã phó chúc hộ niệm các vị Bồ Tát đó rồi. Đó là gì? Đó là tự tánh hiện bày đó rồi, tức là tự tánh Như Lai đã hiện đó rồi. Cho nên đây nó là đắp y ôm bát đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Rồi nói năng hỏi đáp đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Tạo tác làm việc đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Như vậy thì tất cả mọi việc làm, im xét tư duy, nói động miệng đó là gì, cũng chỉ là tự tánh. Thế vậy quý vị thấy có cái gì rời ngoài không? Nói năng hỏi đáp, tạo tác làm việc đều là tự tánh hết. Mình làm cái gì, cho nên ở đây là chính cái chỗ này là chỗ mình phải nắm vững để mà tu hành đó. Cho nên ngài Quy Sơn với ngài Ngưỡng Sơn mà một hôm mà đi công tác mà hái trà đó, cho nên ngài Quy Sơn ngài mới bảo là cả ngày nghe, chỉ nghe tiếng ông mà không thấy hình ông đó. Tức là suốt cả ngày nghe tiếng, không nghe tiếng ông đó mà không thấy được cái hình của ông. Thì bây giờ đây muốn nói là ông hiện hình cho ta xem đó. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới lấy tay ngài rung rung cây trà, đó là hiện hình. Đó là gì? Đó là tự tánh hiện đó. Cho nên đây nó tạo tác làm việc cũng là tự tánh thôi. Cho nên
hiểu được ở chỗ này rồi, thì mới thấy hàng ngày có cái gì, mình có ai mà sống rời tự tánh không? Có ai sống rời không? Nhưng mà rồi mình lại mê, cho nên biết như vậy thì khéo người mà khéo tu á, là luôn luôn phải quay trở lại, tức là phản quán trở lại, đó gọi là phản quan tự kỷ, luôn luôn xét trở lại nơi mình làm cái gì, biết rõ cái đó, đó là cái chỗ tu của mình. Lo tu cái này lo cái kia mà quên cái này là cái quan trọng nhất, tức là mình làm cái gì biết rõ cái việc đó. Thí dụ mình đi biết rõ đang đi, đứng biết rõ đang đứng, rồi làm bếp là biết rõ đang làm bếp, cho đến là khi mà đạp xe biết rõ đạp xe, cuốc đất biết rõ cuốc đất, mọi cái hành động mọi cái việc làm đều biết rõ hết. Thì đó là mình tập phản quan trở lại. Khi mà công phu nó thuần thục rồi thì chính ngay trong tất cả cái việc làm đó đều mình chỗ là mình phát minh ra tự tánh hết. Cho nên ngày xưa mà các vị thiền sư mà các ngài đó có khi thì cuốc đất cũng ngộ đạo, không? Rồi có khi thì nghĩa là cởi ngựa cũng ngộ đạo, tức là bất cứ chỗ nào cũng ngộ đạo được hết, là các ngài luôn luôn nghĩa là tham thiền trong mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động, mọi việc làm đó. Cho nên mình ở đây cũng vậy đó, phải luôn luôn phải tập như vậy, lúc là mỗi cử chỉ hành động đều là phải soi lại hết, làm cái gì phải rõ biết việc đó, thì tâm nó không có đi chỗ khác. Tức là thân ở đâu thì tâm nó phải ở đó, phải tập thực hiện như vậy. Thân ở đâu thì tâm phải ở đó. Còn mình bây giờ lại lơ là thân ở đây, tức là thân ngồi đây nhưng mà tâm thì nó ở đi ngoài chợ. Tức là thân ngồi đây mà tâm ngồi chợ, thì vậy làm sao mà gọi là sáng được. Cho nên đây mình thấy rõ như vậy thì chính mình đang ngồi đây là đang ngồi đâu, đang ngồi trong tự tánh mà không hay không biết, rồi lại đi tìm tự tánh. Cho nên đó là cái mê. Và vậy đây ngài cho thấy là ngài cái chỗ ngộ của ngài là cái chỗ thấy nó xác thực, nó rõ ràng, cho nên cái chỗ nói ra nó cũng là quá rõ, nói thực, không có dấu giếm gì hết, chỉ rõ cho mình thấy, không còn có dấu giếm gì hết, chỉ còn có mình là chịu nhận hay không thôi. Đây ngài mới nói thêm, mật thu lại thì không dấu vết, tất nhiên là thu lại thì không có vết, nhưng mà hiển buông ra thì không cùng tận. Tất nhiên là khi mà mình thu lại thì nó không có tướng gì hết, cái tự tánh của mình đó, nó nghĩa là nó hiện bày, khi mà buông ra thì nó hiện bày khắp nơi, cho nên là đắp y mang bát, nói năng ăn cơm ăn cháo, cái gì là cũng tự tánh nó hiện hết, không có cùng tận. Nhưng mà thu lại thì nó không có vết, nó không có tướng gì hết. Tất nhiên là nó không phải là cái tướng nói năng, không phải là tướng ôm bát, không phải là tướng uống nước, tướng ăn cơm. Bởi vì cái tướng mà uống nước ăn cơm đó, hoặc là cái tướng mà đắp y ôm bát đó, là cái tướng của cái thân. Cái tướng này thì khi mà chết thì nó cũng sình cũng thúi thôi, tức là cái miệng uống nước, cái tay đắp y rồi đó, thì cái đó là cái tướng của thân. Nhưng mà cái gì mà nó ứng dụng ra cái đó, cho nên mới thấy được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên là hiển buông ra thì nó không cùng tận, nhưng mà thu lại thì không dấu vết, phải thấy được chỗ đó chứ không phải kẹt ở trên cái tướng. Bởi lược bài các cơ chỉ dạy, song đối với diệu lý khó đem nói hết. Tất nhiên là lời nói không thể nói hết được, tạm nghĩa là gợi ý cho mọi người thấy vậy thôi, chứ còn cái ngôn ngữ diễn tả không hết được ý. Cần biết mặc áo ăn cơm, nói năng đối đáp, sáu căn vận dụng, gậy đánh miệng hét, quát mắng khải tai, đánh phách thổi sáo, tiếng tâm cười nói, cho đến gánh nước bữa củi, nơi nơi toàn bài lý diệu. Như vậy thì quý vị thấy nghĩa là tất cả việc, nghe không, cho đến nghĩa là coi như là quát mắng nè, khải tai nè, giờ đánh phách thổi sáo, gánh nước bữa củi đều là bài cái lý diệu đó hết. Vo cơm
tức vo gạo thổi lửa, tức là nấu cơm đó, chỗ chỗ thể hiện chân cơ. Vậy thì ngay trong nhà bếp cũng có cái chân thật đó. Thì vậy quý vị phải tìm đâu? Tức là ngay trong nhà bếp là cũng hiện bày cái lẽ thật đó thôi. À, vậy phải tìm ở đâu? À, trăm khéo ngàn hay, cơ quyền lý diệu, tất cả hành động trọn là tự tánh của mọi người hiển hiện ứng dụng. À, nghĩa là làm gì là cũng tự tánh nó hiện ra hết, mà mình lại mê. À, cho nên khéo soi trở lại thì chính ngay chỗ mình sống hàng ngày đó là đầy đủ tất cả. Mình không khéo thì lại đi tìm nơi này nơi kia. Cho nên có ông Tăng, ông hỏi thiền sư Tiểu Nham, ông hỏi chứ trong kinh nói, tức là kinh Pháp Hoa đó, nó là chư Phật ra đời vì một cái đại sự nhân duyên, tức là một cái nhân viên việc lớn. Vậy xin hỏi thế nào là cái nhân duyên cái việc lớn? Thì ngài Tiểu Nham ngài đáp: ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái. Thì ông Tăng ông nghe vậy nói gì tầm thường vậy, gọi là đại sự nhân duyên mà chỉ vậy thôi sao? Cho nên ông không chấp nhận được, ông không thèm làm lễ. Thì ngài Tiểu Nham ngài mới gọi lại, ngài nói bài kệ để mà nhắc nhở. Ngài nói là chư Phật hiện ra đời chỉ vì nhân duyên lớn. Tức là tất cả chư Phật hiện ra đời, không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca thôi, mà tất cả chư Phật hiện ra đời cũng chỉ vì một cái nhân duyên lớn thôi. Mà nhân duyên đó là gì? Đi ỉa cùng đi đái, đói ăn, mệt ngủ liền. Đó, không có gì khác hết. Bình thường, trước mắt việc khẩn cấp, người chỉ muốn lên trời. Tức nên là cái việc trước mắt đó là cái việc khẩn cấp, cái việc gấp rút, mình phải nhận ra, phải sống ngay chỗ đó mà không chịu sống, lại muốn lên trời để mà tìm. Cứ tưởng là cái chuyện đó nó ở trên trời, trên cao đó, thấy không? Bàn quyền cùng nói diệu, bị tội lại thua tiền. Tức là lo lý luận cho cao xa, nói mà cho tầm thường không có chịu tin. Cho nên là người thường thường đó bị mắc kẹt chữ nghĩa nhiều, tới học đạo thì mà gặp mà nói những cái chuyện mà gọi là cao siêu, thấy không? Những cái lý mà nó xa, cao xa đó, thì mình thấy là nói hay. Còn nói chuyện mà ăn cơm mặc áo đó, thì coi chuyện đó thường quá. Nhưng mà không ngờ chính cái chuyện thường đó mới là cái phi thường. Còn cái mà gọi là coi cho cao phi thường kia lại là tầm thường. Đó. Cho nên lo bằng mà cho cao đó thì bị tội lại thua tiền. Là không đến đâu hết. Cho nên đó là cái lẽ thật là như vậy. Cho nên người sống là phải khéo sống trở lại đó. Đến đây ngài mới nhắc nhở thêm: trước kia đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này. Quý vị thấy, nghe tới đây là mình thấy mình có cảm thương lại mình hay không? Trước kia đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này. Vậy thì ngày trước chư tổ cũng như ngày trước các ngài đó có việc đó, ngày nay mình có việc đó hay không? Tại sao ngày trước có mà tại sao bây giờ không có? Mà nếu vậy thì mà đã có thì tại sao mình không chịu nhẫn? Cho nên đó là cái chỗ mình phải chú ý cho kỹ, chứ không có thể hời hợt bỏ qua. Nghĩa là mọi người đó phải tự đánh thức mình cái chỗ này đó, phải đặt câu hỏi lại: tại sao trước kia có bây giờ lại không có? Còn nếu bây giờ có thì nó ở đâu, tại sao mình không nhận? Phải đặt câu hỏi lại. Xưa nay thấy tánh thành Phật, chung ngộ tâm tông Bát Nhã. Tức là ngày từ xưa tới nay đó, cái việc thấy tánh thành Phật đó đều là ngộ cái tâm tông Bát Nhã này, giống gì khác. Tướng mộc tuổi tác chẳng đồng, tánh quả trước sau như thế. Tức là về tướng thì có sai khác. Tất nhiên là có người tuổi lớn, có người tuổi nhỏ, có người tuổi trẻ, có người tuổi già. Về tướng thì có già, có trẻ, nhưng mà tánh vốn không hay. Tức là tánh không có già, trẻ, nam, nữ gì hết. Ai biết ví dụ này thì trí tuệ thật rộng sâu. Biết rõ cái ví dụ này đó là trí tuệ thật rộng sâu. Pháp tánh hằng không, vốn không kiếp số. Tức là cái pháp tánh đó nó không có tuổi tác. Phải sống trở về cái không tuổi tác đó đó.
chứ còn sống với cái tuổi tác này á, là sống với cái bản ngã sinh diệt. À, trước sau chỉ một lý, người thông suốt đồng một đường, chứ không gì khác. Cần biết một tánh linh chân trong lặng như thái hư, sắc thân năm uẩn thật là như mộng quyển. Tức là đây phải cần biết một cái tánh linh chân trong lặng như thái hư, tức là cái tánh sáng suốt linh diệu đó, nó trong lặng khắp cả hư không, tức là không có bờ mé, thì cái đó mới là cái chỗ mình, cái tự tánh, cái chỗ sống chân thật của mình. Còn cái sắc thân năm uẩn này nó như mộng quyển thôi. Cho nên đây là phải khéo nhận cái tự tánh mà chân thật đó đó, chứ có nhận cái mộng quyển này đó, không? Nhận cái mộng quyển này đó, là sống theo cái sinh diệt, không? Cho nên là nhận cái này là bỏ quên cái chân thật kia. Quả là trên đảnh môn đủ mắt liền biết, trên hư không không có qua, tức là nhận rõ như vậy đó, thì tức là mở mắt trí tuệ của mình đó, cho nên gọi là trên đảnh môn, tức là trên đầu mình đó có mắt, tức mắt này là mắt thứ ba đó, thì mới biết rõ là trong hư không vốn không có qua, do mình mê thôi, cho nên mới thấy trong hư không qua đốm lăng xăng thôi. Phật ở tự tâm, chớ tìm kiếm nơi người mà được, tức là tâm giác thôi, Phật là cái tâm giác, chứ không phải tìm ở đâu khác hết. Ngoài tâm mà tìm Phật đó, thì Phật đó là Phật ở trong sách vở, Phật ở trong chữ nghĩa. Chứ còn ngoài tâm mà Phật ở đâu tìm? Phật Thích Ca ngài giác ngộ cũng giác ngộ ngay nơi tâm của ngài. Tức là tâm thì mới có biết giác được. Chứ còn ngoài tâm lấy cái gì giác? Cho nên đây ngài chỉ thẳng Phật là tự tâm thôi. Cho nên ở trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, Tổ Điều Ngự nói, rõ chân như tinh Bát Nhã, chớ còn tìm Phật Tổ Tây Đông, chứng thật tướng đạt vô vi, đâu nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Tức là sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông đó, ngài cũng chỉ rõ, nghĩa là rõ được cái chân như, tinh rõ cái Bát Nhã, thì ngay nơi mình khỏi cần phải tìm Phật Tổ ở Tây, ở Đông, đâu nơi khác xa xôi. Cũng vậy, chứng thật tướng suốt được cái vô vi đó, thì cũng ngay nơi mình thôi, khỏi phải nhọc đi tìm hỏi kinh thiền Nam Bắc xa xôi. Khiến người người phản bổn hoàn nguyên, tức là trở lại cái cội gốc của mình, cho kẻ kẻ hồi quang tự ngộ, tức là mỗi người phải soi sáng lại chính mình, chỉ chín chắn quán xét cho sâu xa. Đây là chỗ phải nhận cho kỹ, tức là chín chắn quán xét sâu xa, rõ được tột người người là Phật, ngộ tâm tông Phật Phật là người. Tức là ngay nơi mình người người là Phật, cũng vậy Phật Phật là người, chứ không đâu khác hết. Xin hãy điều thẳng đó thừa đương, chớ chạy đuổi bên ngoài tìm kiếm. Như vậy thì hãy can đảm dừng lại đây là xong. Thẳng ngay đây là nhận lấy thôi, chớ có chạy tìm kiếm bên ngoài. Như vậy thì quý vị nghe vậy thì quý vị có tin không? Nghĩa là Phật Tổ nói rõ vậy đó, thì mình có tin không? Cho nên nhiều khi mình nói mình tin Phật, tin Tổ, nhưng mà khi nói ngoài miệng, tin ngoài miệng, nhưng mà lòng á là chưa thật tin. Chứ còn miệng nói tin mà lòng không thật tin. Chứ nếu thật sự miệng tin mà lòng tin á, là phải nghe nói như vậy á, là phải coi như là mạnh mẽ, can đảm dừng lại để mà thực hành theo một cách, nghĩa là cho, nghĩa là khẩn cấp, không? Thì như vậy mới thực sự gọi là miệng tin mà lòng cũng thực tin. Còn nhiều khi mình nói miệng tin Phật nhưng mà lòng nghe vậy thôi, nhưng mà có khi thì cũng có lơ là chưa hẳn tin lắm. Cho nên mình thấy rõ cái lẽ thật các ngài nhắc như mình như vậy, và cái chỗ tin nhận của mình như thế nào. Đó, thì phải thấy được ở chỗ này là cái chỗ chính xác. Tham tiền là phải tham cho thấu qua chỗ đó đó. Rồi đây là một đoạn này, cái học đoạn đó rồi nhắc lại cái đoạn này, thì mình mới thấy cái ý nghĩa nó đầy đủ thêm. Thế là ngài mới nói thêm là lại nói thân ta hiện nay đây á, là do bốn đại hòa hợp, dụ như bốn con rắn độc đồng nhốt chung một cái rương, hai con rắn đất và nước
tánh nó nặng chìm xuống, hai con rắn gió và lửa thì tánh nhẹ bay lên. Đến lúc tan hoại thì mọi thứ trở về chỗ của nó. Nghĩa là tóc, lông, răng, móng, da thịt, gân xương, tủy não, cấu bẩn đều trở về đất. Nước mắt, nước mũi, máu mủ, mồ hôi, nước miếng, đàm giải, tinh khí, đại tiện, tiểu tiện thì đều trở về nước. Hơi ấm thì trở về lửa, động chuyển thì trở về gió. Vậy thì bốn đại mọi thứ rã tan thì cái thân quyển hiện nay sẽ ở chỗ nào? Đó, mình phải xét cho thấu chỗ này á. Thường thường người học, gọi là người học đạo á, mà ở chùa chừng 3-4 năm á, thì nghe tới đây á, thì có khi là hết muốn nghe. Tại vì thấy nó tầm thường quá, mình hiểu quá rõ. Tức là thân bốn đại này, do thân này do bốn đại hòa hợp, giống như bốn rắn, không có thật. Mình học quá nhiều, cho nên nghe qua cái thấy giống như tầm thường. Nhưng mà không ngờ sự thật á, đó là mình chưa có thấm gì hết. Đó là mình mới học chữ nghĩa thôi. Tức là hiểu đó, đó là hiểu qua sách vở, hiểu qua cái hiểu mà của Phật, của Tổ nói lại. Chứ chưa phải là cái gọi là cái chỗ thấy thực của mình. Còn ở đây á, là Ngài muốn nhấn mạnh là mỗi người phải quán cho kỹ chỗ này nè, quán cho sâu sắc. Chừng nào mà chính mình mở mắt trí tuệ ra, mình thấy rõ nó như vậy đó, thì cái đó mới thật sự là cái chỗ thấy của mình. Và cái đó mới là cái chỗ mà đưa mình ra khỏi cái vô minh. À. Cho nên ở đây là mới là phải quán cho thật kỹ đó, quán một cách sâu xa, chứ không phải là quán trên cái chữ nghĩa thôi. À. Thì giờ thì quán kỹ như vậy đó, thì tất cả những cái này đó, khi mà nó tan rã, tất nhiên là khi mà tắt thở đó, vậy thì cái thân quyển này nó sẽ ở chỗ nào? Hay nói rõ hơn là cái ta mà hàng ngày của mình đây đó, thì nó ở chỗ nào? Đó. Cái gì là ta? Đó. Rõ biết sắc thân bốn đại, năm ấm nhóm hợp, rỗng mà nó có hiện ra như đá nhán, điện sẹt, khởi diệt, chẳng lìa ngay đây mà trở về không. Nó cũng trở về không thôi. Vậy thì cuối cùng cái gì là ta? Cái gì mà buồn, thương, giận, ghét? Cho nên phải xét cho kỹ cái chỗ này, thấu cho rõ. Bây giờ ai nói động chút á là giận, hoặc là nghĩa là chạm chút á là tự ái. Nhưng mà tới đây xét kỹ rồi, lúc này nó tan rã rồi, thì cái gì mà giận, rồi lúc đó cái gì tự ái, cái gì phải xét cho thấu. Cho nên đây người nói là chút cuộc đời cũng vậy không thôi. Sóng to nước lặng, vốn tự như đâu có đến đi. Sắc thân ngoại vật khỏi cái vô minh, sắc thân ngoại vật không thật, như mộng đuổi quyển, như mộng quyển không qua. Trong cõi chân tịnh thì pháp thân như vậy, lặng sáng chiếu khắp, thường trụ ở trước mắt. Như vậy thì xét kỹ thì trước nó là không, giữa cũng là không, rồi sau cuối cùng cũng là không thôi. Trước khi có thằng này là nó ở đâu? Cũng là không. Rồi sau khi mà thân này tan rã cũng là không. Còn hiện tại có đây là không không? Cũng là không thôi. Nếu mà hiện tại mà nó không có không á, thì chắc là mình không có ăn cơm, không có thở được đâu. Hiện tại cũng là không. Tức là ở trong này nó cũng trống rỗng thôi. Không? Lỗ mũi nó trống, trong ruột nó cũng trống nè. Không? Rồi trong gân mạch máu nó cũng trống, cho nên nó mới cử động được. Chứ còn nếu mà nó không không á, tức là nó đặt cứng á, thì mình cũng chắc cũng không có ăn uống gì được. Vậy thì trước không, sau không, giữa cũng không. Vậy là cái gì là ta trong đó? Đó, cho nên đó là phải xét cho kỹ. Cho nên đây phải xét thấu như vậy đó, thì để mà nhận trở lại, không? Nhận trở lại cái pháp thân, đây gọi là pháp thân, nó là như vậy, lặng sáng chiếu khắp, thường trụ ở ngay trước mắt. Cái pháp thân đó, nó là như vậy thôi, không thêm không bớt gì hết. Mình bây giờ thì quá làm khôn, cho nên thêm bớt quá nhiều trong đó.
Còn pháp thân thì nó là như vậy, là như vậy thôi. Mình thì không chịu vậy, cho nên ai cũng muốn làm khôn hết, cho nên là phải thêm cái hiểu biết này, thêm hiểu biết kia, cho nên là thì thêm, mà càng thêm chừng nào á thì càng cho mình là thông minh, là lanh lợi. Nhưng mà không ngờ đó là trái với pháp thân. Còn pháp thân nó là như vậy, thấy đúng như vậy là xong. Đó là Ngài muốn nhắc nhở cho mình một cái điểm mà rất là quan trọng. Cho nên mình mới thấy là Ngài chỗ thấy sáng sủa thì chỗ nói ra cũng rõ ràng, chính xác. Đó là nói qua một phần về cái bài Kiến Tánh Thành Phật đó của Ngài Chân Nguyên, để cho mình thấy về cái chỗ thấy của Ngài. Rồi đây là cái bài Thiền Tịch Phú. Thiền Tịch Phú là cái bài phú chữ nôm, mà đây cũng là có nói về chùa Long Động này đó. Thì cũng để cho thấy rõ Ngài Chân Nguyên, Ngài cũng là sáng tác coi như là nhiều cái bài về chữ nôm đó, cho nên mình mới thấy tinh thần của các ngài ở trong cái dòng thiền Trúc Lâm đó cũng chú trọng nhắc nhở mình về cái tinh thần dân tộc đó, không phải dùng chữ nôm. Cho nên là ngài như trước bên kia là ngài Hương Hải, ngài cũng thường dùng chữ nôm. Rồi trước là vua Trần Nhân Tông tức Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài cũng dùng những cái bài phú chữ nôm. Ngài Quyền Quang cũng vậy, cũng sáng tác những cái bài chữ nôm. Đây là Ngài Chân Nguyên, tức là vui thai tu đạo thích, vui thai tu đạo thích, tức là đạo Phật. Lọ phải thành đô, nào nề tuyền thạch, tức là không cần phải là ở cái thành thị, hay là ở nơi nghĩa là suối rừng, dù ngồi nơi cảnh trí danh lam, hoặc ở chốn chùa chiền cổ tích, tức là ở đâu cũng vậy, đâu cũng dòng phúc đức trang nghiêm, đây cũng vốn tu công thiền tịch, tức là chỗ nào cũng là chỗ tu hết. Trước án tiền đẳng kinh ba bức, tố khảm mã não sa cừ, trên thượng điện thánh tượng mấy tòa, vẽ vàng san hô hậu phách. Đây là cũng tả cái cảnh mà có chùa Long Động ngày trước đó, tức là trước án tiền cũng có những đẳng kinh, chạm mà sa cừ mã não, trên thượng điện thì có thánh tượng, thấy không? Vẽ nghĩa là bằng những cái san hô hổ phách, rồi thần bát bộ kim cương đứng chấp trấn phò vua, ai thấy chẳng kinh, tượng tam thân bảo tướng ngồi bài, ủng hộ chúa cõi nào dám địch. Như vậy thì trước ra thờ cũng có thờ bát bộ kim cương. Tả A Nan đại sĩ vận xa hoa sặc sỡ vân vi, hữu thổ địa long thần mặc áo gấm lỗ lan sốc xếp. Rồi am thờ tổ, ngói dập gỗ dâm, tức cũng có am thờ tổ đàng hoàng, nhà trú tăng thì vách vôi tường gạch, cũng có nhà tăng đó. Mấy bức kẻ chữ triện mặt rời, bốn bên nhiễu câu lan sóc sách, tức là cũng có những bức kẻ chữ triện để treo. Gác rộng thên, chuông đưa vài chập, niệm nam mô nhẹ tiếng bong bong, lầu cao toát trống dậy mấy hồi, đọc thần chú khua tan lách cách cách. Tức là trước cũng có gác chuông, có lầu trống, không rõ ràng, tức là ngày xưa vào cái thời Lê này cũng có gác chuông, có lầu trống. Rồi phướng tràng phan nhuộm vàng khè, lúc gió đưa pháp phới nhẫn nhơ, dù bóng bông dạng đen xì, khi trập mở nhập nhù thì thích. Tức là có phướng có dù, sư quân tử cấy trúc ngô đồng, đệ trưởng phu trồng thông tùng bách. Tức là đây cũng có trồng trúc, trồng ngô đồng, trồng thông, trồng tùng, trồng bách. Trăm thức hoa đua nở kề hiên, bảy giống báo chất đầy kẻ ngạch, ngào ngạt mùi xả lan, thơm thoa hương trầm bạch. Tất nhiên là hoa thơm mà cỏ lạ cũng đầy đủ. Sải chân nai, mộ đạo tu hành, xả đường kinh lịch. Tức là lo tu mà không có theo những cái đường đời. Chí dốc nên Phật tổ siêu thăng, lòng nguyện độ chúng sanh trầm nịch. Đó, tức là cái chí nguyện trên đó là gọi là thượng cầu Phật đạo đó, dưới là hạ hóa chúng sanh đó. Đêm đông trường khi mật niệm, giống tiếng chuông thánh thoát lên kênh, ngày hạ tiết lúc tụng kinh, nện dùa mỏ phan mau lịch kịch. Đó là tất nhiên là thỉnh chuông rồi đánh mỏ. Chỉnh chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hề ăn đắng ăn cay,
tức là lo tu đạo đức thôi. Còn cái chuyện ăn uống đó không quan trọng, không phải là đòi ăn ngon, ăn cho món này món kia, mà chỉ ăn tạm cái gì cũng được, cho nên ăn đắng ăn cay gì cũng được hết. Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản, mặt lành mặt rách, tức là thân mặt sau cũng được hết. Khi dưa giấm chua lòm, bữa canh suông lạc hết. Mình thấy ngày xưa các ngài sống rất là đạm bạc. Bây giờ mình ăn chay cũng còn nhiều món, phải không? Đó. Còn đây mình thấy là các ngài dưa giấm, có khi thì ăn dưa giấm chua, chua lòm. Phải không? Đó. Rồi canh thì canh suông thôi, lạc thết, không có gia vị, không có gia vị, không có bột ngọt đâu như mình bây giờ đâu. Tức là canh là canh suông lạc thết thôi, tức là giống như là nấu canh rồi cái thì bỏ gì đó vô rồi nấu cho nó có nước vậy thì húp thôi, chứ không có gia vị gì hết. Quần áo vải nâu sòng cũ rít, mũ viền xô nhuộm mực đen xì, quần áo vải nâu sòng cũ rít, tức là không có coi như là không có trao chuốt, không có xe xuôi gì hết, tạm sao qua ngày, tạm sống qua ngày thôi chứ không có đòi hỏi, không? Cho nên đọc đây rồi mình thấy bây giờ xét lại mình đó, mình thấy là hơi hổ thẹn đó. Bây giờ quần áo mà may mà kiểu mà may mà không khéo là thấy là mặc không không dám mặc rồi đó. May là cũng phải may cho khéo một chút. Tới đường may đường chỉ đồ cũng khéo, chứ còn may mà thấy cái đường chỉ mà nó lên xuống nó không có thẳng thì thấy cô hết muốn mặc rồi. Phải không? Thì thấy như vậy là đủ thấy là mình bị chạy theo vật chất nhiều rồi. Tham tài ái sắc chẳng bao màng thói tục kiêu hoa, cầu đạo xả thân vốn giữ nếp nhà thiền cục kịch. Phải không? Tất nhiên là sao? Sẵn sàng quên mình vì đạo thôi. Sống nó quê mùa không sao. Sống như quê mùa cục kịch không sao hết, không sợ ai cười. Bây giờ mình thì để khác. Mà sống mà có vẻ quê mà quê mùa thì sợ người ta cười, phải làm cho vẻ thông minh chút. Thấy nghĩa là nó trái rồi đó. Túi để đựng kinh chứa sách, túi nào dùng giải vóc cải móng rồng, dép đi đỡ bụi cách trần, dép chẳng chuộng da tàu hàm ếch. Tức là sao cũng được, không cần phải đòi tốt đòi sang. Gậy nương chống đi dông dặm tuyết, gậy chẳng cần, tức là chẳng cầu khúc phiểu công queo. Tức là không phải là cầu kỳ. Bầu để đựng chứa nước cam lồ, bầu lọ phải ngồng ngoèo ngốc nghếch. Không phải cầu kỳ gì hết. Quẩy bồ tre cầm quạt trúc, nào có hiềm năng cật to đề. Tất nhiên là quạt trúc cái cật nó to cũng tốt thôi, không cần gì hết, không để gì hết. Ngồi chiếu lát tựa giường sông cũng chẳng quản giác can thưa thết. Tức là chiếu lát, giường thì giường tre, chiếu lát giường tre, rồi thưa vậy thôi, chứ là tre mà kết lại đó thì dù cho thưa hở cũng tốt thôi, không có gì hết. Chơi rừng nho len lỏi suối khe, dạo bể thích luồn tuôn ngồi lạch, trà bát đức sẵn đà lưu loát, chẳng phải lo củi nấu kỳ cầm, bánh tam thừa vốn đã chứa chan, nào có nhọc bột đâm thì thịt. Tức là đây là uống nước trà bát đức, ăn bánh tam thừa là đầy đủ rồi. Trà bát đức tức nghĩa là tám bát, tức là tám cái công đức thủy đó, gọi là bát công đức thủy đó. Tức nghĩa là đây là muốn nói là uống trà thì trà bát đức, những cái nước chứ là những cái đức tốt lành, thì trong cái bát công đức thủy như là nước lóng sạch rồi nó trong mát ngọt ngon vân vân đó. Còn bánh tam thừa tất nhiên là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa đó, ăn là ăn bánh đó, tức là ăn bánh Phật pháp. Uống trà cũng trà Phật pháp. Quả bồ đề ăn ngọt xớt, muôn kiếp hằng no, hoa ưu bát ngửi thơm thoa, ngàn đời chẳng dịch. Sang Tây Phương bệ ngọc đứng chơi, về Đông Độ tòa vàng ngồi trịch.
bè từ bi thênh thênh rộng rãi, mặc sức chở người, thuyền bát nhã thâm thẳm bao la, giàu lòng độ khách. Tức là bè từ bi thuyền bát nhã dùng cái đó để mà chở người, độ người. Sải chân nai phiên đấng đại thừa, bảo lòi tiểu chích. Mai gặp được minh sư đạo đức, một phen liền biết, nào hề chi chữ nghĩa tìm tòi, tìm đòi. Phúc lại thấy tri thức bạn lành, mấy chốc mà nên, lọ là phải văn chương ngóc ngách. Tức là gặp được minh sư, thấy được bạn lành, tri thức, thì đó là một phen liền biết. Tức là gặp minh sư chân thật, thì ngay một lời nói, nhận rõ được cái lẽ thật, không cần phải chạy theo chữ nghĩa, trao chuốt văn chương. Cứ lo, nghĩa là chạy theo chữ nghĩa, lo trao chuốt văn chương đó là mình chết trên cái khuôn của ngôn ngữ, của văn tự. Đây là phải muốn mình là phải thấu đạt được cái ý, cái lý nó ngoài lời, chứ còn mắc kẹt ở trên cái văn chương chữ nghĩa. Thích Ca Phật Tổ năng kiến tánh, ngồi tuyết sơn khô khẳng gầy gò. Tức Đức Phật á, nó nghĩa là tu hành kiến tánh, cho nên là quên mình, cho nên là ngồi tu khổ hạnh ở tuyết sơn đó. Di Lặc Tiên Quang bởi vô tâm, cho nên đi vân thủy đẩy đà phục phịch. Tức là vô tâm cho nên đi khắp nơi, mà thân thể nghĩa là mập béo đó. Đức Huệ Năng Bát Nguyệt Thung Phường, Tổ Đạt Ma Cửu Niên Diện Bích. Tức là ngày Lục Tổ Huệ Năng 8 tháng giả gạo, 8 tháng giả gạo ở chỗ Ngũ Tổ nhọc nhằn đó, cũng vì đạo quên mình. Còn Tổ Đạt Ma thì 9 năm ngồi quay mặt vào vách, tức là chưa gặp người để mà khế hợp, thì cứ ngồi 9 năm quay mặt vách thôi. Thần Quang Đoạn Tí lúc còn mê, mặt ngó đăm đăm. Tức nghe là ngày Thần Quang đến và chặt cánh tay đó để dâng lên cầu đạo đó, Ca Diếp Nhãn Đồng thoát chốc ngộ, miệng cười hệt hệt. Tức là Ca Diếp mà thấy Phật đưa cành hoa sen lên tỏa ngộ, cho nên miệng cười. Dầu người quyết lòng học đạo, hỏi cho hay sừng thỏ lông rùa, hoặc kẻ dốc chí chân tu, xem cho biết đầu sò tai ếch. Tức là đây là chỗ mình phải học, phải thưa, phải hỏi cho nó thấu tột. Học đạo á là phải hỏi cho ra, cho rõ cái sừng thỏ lông rùa. Quý vị làm sao tìm cho thấu được cái sừng thỏ lông rùa? Rồi biết cho kỹ đầu sò tai ếch. Ếch nó có lỗ tai không? Ếch lỗ tai không? Còn con sò nó có đầu không? Nó phải tìm, nhưng mà tìm cho ra, cho thấu những cái lý thật đó. Phiên người ở đời, đừng bắt chước sự đời. Nhớ không? Ở đời, nhưng mà đừng bắt chước sự đời. Trước ra không, sau lại về không. Nửa luống công, nghĩ tiếc bâng phân. Tức là Ngài nhắc nhở phiên người đời, nhưng mà đừng có bắt chước theo sự đời. Bởi vì sao? Trước mình sanh ra đó cũng là không. Rồi sau, chết cũng trở về không. Thì có cái gì ở trong đó mà bâng phân, mà tiếc nuối? Đà. Bảo kẻ có chí phải theo đòi thánh chí, nhân đà tỏ quả càng thêm tỏ, rồi đắc ý cười riêng khích khích. Tên người có chí là phải học theo cái chí của bậc thánh, chứ có học theo cái người thế gian, cái sự theo mê theo cái sự đời đó, mà theo cái bậc chí của thánh là sao, cái nhân đã tỏ rõ thì cái quả mới càng thêm sáng tỏ. Nhân tức là phải cái nhân này tức là phải tỏ nhân, tức là nhân nơi tâm mình đã tỏ rõ rồi thì sao cái quả nó càng sáng tỏ thêm, nhân quả nó đầy đủ mà nó khế hợp thì cười đắc ý. Sống theo cái nhân giả dối, tức là cái thân mà hư giả này đó, thì lại trở về theo cái giả dối, cái vô minh, đi trong cái sinh tử. Đó là một cái bài mà gọi là bài phú bằng Vân Nôm của Ngài Thiền Sư Chân Nguyên đó. Ngài làm, mình đọc lên để cũng cho thấy cái tinh thần của Ngài đó.
đó là qua cái thiền sư Chân Nguyên.